ta sẽ ra ngoài tìm chiếc ô tô khác, chiếc ô tô màu trắng không mở được. Cái súng, rất nhiều khẩu súng. Chuyển sáng tối mà hình chuyển góc đi. Trời, gặp cô gái này, nói chuyện với cô gái. Ô tô tám gì đấy. Chạy thôi, chạy thôi, mình đang bị cảnh sát truy đuổi rồi. Tôi đã giết quá nhiều người rồi, cảnh sát truy đuổi. Ô tô màu trắng để xem làm cách nào. Không có cách nào mở ô tô.
Rút tích ra này nhá. Vào xe của xe hay. Khi chơi cái trò India này thì chúng ta không không nên phi xe lên rất quá cao nhé. Cái này sẽ không cài bàn phím được. Bàn phím chỉ tác dụng với lại việc khi ta ở trên ô tô thì cài bàn phím sẽ dễ đi lại hơn. Ok. Chúng ta chiếc xe SUV 7 chỗ đang tiến độ rất là nhanh. Trời không sao cả, vẫn rất đi rất là tốt, chưa có hiện tượng xì quái. Ở trong game này thì chúng ta nếu mà xe ô tô mà xì quái thì nó sẽ chuẩn bị khó đấy, nên là lúc nào mà xì quái thì chúng ta sẽ phải đi ra khỏi xe và thoải mái giúp bất kỳ một chiếc xe nào trên đường chúng ta thích. Đây thế giới tự do, và các bạn nào mà muốn trả tiền chất thì chơi game này sẽ rất là hợp lý. Áo trắng đang ở trong xe, chúng ta có thể xin mượn chiếc xe của anh ấy đi xem có ok không. Chúng ta đùn chiếc xe trắng này ra thì mới có thể lên xe được. Rất khó, không vừa. Mình vào mình đánh chiếc xe trắng này lên được như một chút
chiếc xe xanh này. Chiếc xe động cơ rất là ok. Trong như này thì chúng ta sẽ thoải mái chuẩn trượt. Xe đi rất là grip, rất là ác liệt, đang rất là nắng. Đây là ngoại biên thành phố sao mà rất là vắng. Không có người đấy. Không thấy có nhà cửa gì ạ. Ở map này không có bản đồ nữa. Không có bản đồ. Đây là góc nhìn của máy kia. Chăn cửa với mình để cho nó xuống biển luôn. Đâu rồi, không thể thắng ở đâu. Chăn xuống bãi biển là có ai rồi. Bãi biển tương quá nhỉ. Trung tâm thành phố, mình sẽ là bên trong trung tâm thành phố. Xem bên trong có gì. Ôi trời. B40. Nhưng mà khả năng bắn của nó hơi kém.
bắn thế này không biết công an không, cảnh sát không. Bắn lúa lòng xuống lên. Nói chung game này để giải trí khá là ok, vì nó không có nhiệm vụ gì cả, không có cái phần gì để chúng ta làm, mà chúng ta chỉ vào đây để đập phá, nhưng mà muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì thích là không quan tâm xem là hậu quả như nào. Mình sẽ ra đây thử đánh tay bo mua với cô nàng này, xem có cảnh sát nào đến bảo vệ. Không có cảnh sát nào đến bảo vệ cả. À đây rồi. Hả? Ok. À, chúng ta đã tìm ra được cách để có thể chiến đấu với được cảnh sát, thì đơn giản là mình đã đi ra ngoài và giết một người dân bình thường, thì sẽ có cảnh sát xuất hiện. Ok,
tôi cũng làm ví dụ cho các bạn thấy nha, ví dụ cho các bạn thấy cách để có thể chiến đấu với cảnh sát và cảnh sát xuất hiện rất đơn giản. Đây ba phút sau cảnh sát xuất hiện. Một sao à, chúng ta để ý ở góc dưới màn hình sẽ xuất hiện dấu một sao ở dinh thự của chúng ta đấy, cửa nhà chúng ta đấy. Sao à, cửa sắt xuất hiện này, chuẩn bị đưa rồi, đang có cố thủ trong nhà. Đây là một chiếc xe cảnh sát nữa. Đây, chiếc xe này đấy, thì tôi ở trong nhà này mình cứ cố thủ tốt nhất. Đây là bị nát này, anh kia bị nát. Đây là khẩu súng ngắm. Em có chứ. Vâng. Đạn ngắm ở trên ô tô luôn. Đấy, các bạn nhìn cái đạn ngắm trên ô tô luôn. Chúng thì bắn sẽ không ngờ hết đạn luôn. Hết sao rồi nhưng mà vẫn thấy anh cảnh sát ở đây. Cái này bị nát à? Anh này bị nát thế này, không thấy có phản ứng gì, vì là mình đã hết sao rồi, không còn thấy sao nữa. Một sao, hai sao, you
Chúng ta sẽ đi ra ngoài thôi, để xong này cảnh sát không giúp được chúng ta. Đi ra ngoài bắn. Rồi. Đang công an, à đây. Lát rất nhiều ạ. Trời, bắt làm sao được anh. Kinh khủng. Con tim Good.
Ok. Hôm nay tao quyết phải ăn thịt được đường ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử lên tầng thượng của ngôi nhà dinh thự của chúng ta ở và dùng súng ngắm bắn ra ngoài xem như là này. Đây. Ôi, trên này có cả phòng tập gym luôn. Phòng tập gym nhé. Đấy, trong này có một phòng tập gym này. Chúng ta thử đi ra đây xem có tập cái gì nhé. Tạ này. Không cầm này. Không cầm được tạ. Chỉ là mô phỏng thôi. Không phải tác động được vào. Ok. Cửa kính, tất cả đều bằng kính nhé. Tất cả đều bằng kính. Mình sẽ dùng cái này để phá kính này, xem có phá này. À, không phá kính. Ơi. Không phá được kính. Có phải rồi. Thao tác ở trong cái game này hơi khó một chút vì nó không được nhạy cho lắm. Đây là phòng ngủ. Vừa rồi chúng ta đã lên trên sân thượng đã có phòng tập thể dục, tập thể hình. Đây là phòng khách có bàn uống nước ghế. Đấy. Nhưng cái phòng tập ở ngoài chỉ có một chiếc xe SUV rất là sang trọng. Ở nhà của đối tượng rất là to, gần như là một căn biệt thự luôn. Đấy, xung quanh thì đô thị phố xá. Chúng ta sẽ lên chiếc ô tô SUV này thì đi xem mà còn cái gì để khám phá nữa không. Nếu không còn thì game này chỉ để các bạn giải trí vào bắn giết các thứ thôi. Ok. Đây cái kiểu kiểu như mình đang chơi trên PC nó sẽ khác với lại trên điện thoại biết nhất. Phải nó sẽ được chuyển bằng hai tay. Trên PC các bạn sẽ được chuyển bằng bàn phím. Gần như là các ngôi nhà đều gần như không thể vào được, chỉ là các nhà đều là đóng cửa. Đi rất là cẩn thận các bạn xem, dễ như lá cây đường thôi. Không qua vật không đụng độ. Rất nhiều xe đi ở ngoài đường và chúng ta có thể lên bất kỳ cái một chiếc xe nào chúng ta muốn thì xe trong này rất dễ cướp. Nhưng mà sẽ không thể vào bên trong các ngôi nhà như là bên gà ga bình thường. Bên này đã được nốt lại. Nốt lại. Đâm bung vào nóc đít xe luôn. Nhìn rõ người chúng ta ngã trong kia. Người chúng ta ngã trong. Và những chiếc siêu xe ở ngoài này rất là nhiều siêu xe sẽ làm được rất là dễ cướp. Vũ khí thì được trang bị sẵn cho chúng ta đầy đủ từ súng ngực đến súng chống tăng B40. Người đi ở ngoài và nếu muốn đụng độ với cảnh sát thì rất đơn giản, bạn chỉ cần biết một người đi đường là bạn sẽ được gặp cảnh sát ngay. Và cảnh sát ở trong này thì cũng dễ đối phó vậy. Nó cũng dễ chơi hơn là GTA được chưa? Mình sẽ lên dưới cái cầu này và cái này bắn nhau với cảnh sát xem.
Xe đã rút ở dưới, xe rút ở bên dưới ạ, xe rút ở bên dưới gầm. Đảm bảo với các bạn là xe đã rút ở dưới gầm này, nên là sẽ không có cảnh sát mới xuất hiện đấy. Ui ôi, đấy từ trên cao xuống sẽ bị mất máu nhé. Đấy, biết ngay là có xe chui dưới gầm, hai chiếc chui dưới đường dưới gầm luôn, ba chiếc luôn. Bắn là khoảng cách gần quá.
Chết.